nghe cái ổ điện này. Gạch chứ. Chính là khoa đó phải khóa cái nút lại để quá đẹp, cái này ngon rồi, thử cái này. Ngay đấy, ngay chỗ cắm á. Ngoài đây đúng không? Đúng rồi. Chắc con này này hả? Ừ, trên đấy. Ừ, hay lạc qua đây. Lại qua đây tí.
đấy, phải nghe có điện. Cái gương này, để lấy cái gương này này. Rồi lấy. Cái còn quạt đấy đấy thì em biết quạt đấy khóa rồi. Rồi kiếm đồ cái gương đi, để này đi. Để nha. Còn đây nè. Ừ. Tháo tắc kè ra bắt lại. Tắc kè nhỏ này nè. Cao lên nữa. Vậy khó gì nữa. Kìm tháo ra. Kìm tháo ra mới nổi. Tháo tắc kè đây nè. Tháo tắc kè đây đóng lại. Anh đẩy cái cửa vô gương gương nó không tay cầm nó bị mướm không? Nhiều khi thấy mạnh quá, để ý xem. Nhổ tắc kè ra đi. Nó bị dột á. Đóng tắc kè mới chứ. Còn nhổ tắc kè rồi. Đây, okay. Phải nhổ tắc kè cũ ra. Này tắc cũ luôn. Chắc luôn. Ừ, cứ ngắt. Đó, vậy để lên thôi. Bắt tắc kè nhỏ quá.
Bắn lẹ hết, chưa kịp về bắn. Ê. À. Đỡ lên. Rồi rồi anh mở ra. Ngon lắm, chắc cú luôn, ốc bự không à? Ốc bự thì ốc tiểu luôn, à, thấy ốc bắt nè. Anh thấy cái máy lạnh này cắm luôn trong tổ trên á. Thì chắc chắc chọn. Rồi, cái nào nữa không? Còn gì không? Có còn gì không? Cái tủ gì làm luôn. Rồi, để mới sao.